sân nhà của các thủ ba. Tỷ số này đang là 2-1 và dự biến đang ở những phút cuối của hiệp 1. Những pha làm bàn lúc này đã có là bàn số của Luân Hí và Hậu Chim. Nguy hiểm, đã có bàn thắng thứ 3 và đó là Văn Quyết. Chắc chắn là các cầu thủ của ba đã biết được sự nguy hiểm của Văn Quyết đấy như thế nào. Nhưng vừa rồi thì anh lại có một khoảng trống rất lớn. Tiến của dọc đã mải mê di chuyển vào tuyến trung lộ mà quên mất rằng Văn Quyết đứng chống trả. Tỷ số đang lên là 3-1 cho FC Thủ Dầu Dài. Văn Quyết vẫn còn. Văn Quyết sút xa, bóng đi vào góc chết. Góc như vậy thì không thể nào cản phá cho Nguyễn Bình. Cú dứt điểm quá hiểm hóc của Văn Quyết để đăng cú đúc của mình và nâng tỷ số lên cho cao thủ của Thủ Dầu Dài. Đó là một siêu phẩm. Lại một lần nữa anh Yên lại nhắc lại cho các bạn thuật ngữ mà tuổi thơ anh Yên có được. Góc chưa, góc chết. Những góc mà các thủ thành buộc phải bỏ tay. Thậm chí ở tình huống vừa rồi Văn Quyết đá dứt điểm, nó không thể còn góc nào tốt hơn nữa. Đừng bỏ lỡ ngày mai, chắc chắn anh Nguyễn sẽ để riêng bàn thắng này trên pha phẩy chúng ta để chiêm ngưỡng. 4-2 rồi. Bây giờ thì các bạn hãy dành lời khen ngợi cho Văn Quyết đi nào. Đừng tiếc với một siêu phẩm như vậy. Không phải đơn giản mới có được siêu phẩm như vậy các bạn.